Từ hàng trăm khán giả nhắn tin đoạt giá sản phẩm, hàng tuần người chơi xuất sắc nhất và may mắn nhất đã được lựa chọn tham gia chương trình. Hãy chọn ra đúng số đặc biệt với giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay: xe ô tô du lịch trị giá 280 triệu đồng của siêu thị điện máy Top Care dành tặng khán giả. Ai may mắn để trở thành chủ nhân của giải thưởng, câu trả lời sẽ có trong chương trình Hãy chọn ra đúng, phát sóng lúc 20 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2010 trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Đón xem Hãy chọn ra đúng số đặc biệt và tiếp tục nhắn tin tham dự phần chơi dành cho khán giả truyền hình để có cơ hội sở hữu giải thưởng đặc biệt tiếp theo của chương trình. Biết cả phần hơn cả niềm vui.